Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay cho anh em một chiếc Ferrite Constant mới về của ICS. Chiếc này khá là đẹp và anh em có thể thấy là với cái chiếc Ferrite Constant này thì anh em sẽ thấy một chiếc đồng hồ dây thép mà rất là mỏng và thực sự là nó rất là đẹp. Mình sẽ mở hộp ra để anh em có thể thấy được em nó. Chiếc này là thuộc dòng FC306 và hiện tại thì mình đã bóc ra chiếc này để chụp ảnh và anh em có thể thấy là em nó vẫn còn nguyên siêu. Mình sẽ mở siêu ra để anh em có thể ngắm được em nó, vì chiếc này thực sự là nếu mà nhìn qua siêu thì nó rất là phí và các bạn sẽ phải mở cái này ra, vì đây là một chiếc thuộc dòng 306 và em nó có mặt đen cùng với đó có lớp phủ AR màu xanh. Các bạn nhìn nó sẽ rất là ảo đó, nó khá giống với chiếc 312 G4S4 mà trước đây mình đã trên tay. Chiếc 306 là đời trước của dòng 312 cho nên là các bạn có thể hiểu tại sao mà cái model của nó được thiết kế như vậy. Với chiếc 306 này thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ thuộc dòng Slimline của FC và chúng ta sẽ có hai kim, một lịch, ô lịch ở góc 3 giờ. Chúng ta sẽ có cái mặt dial màu đen và cái lớp AR màu xanh, dẫn đến việc nhiều khi là chúng ta nhìn nó sẽ ra là mặt xanh. Ferrite Constant thì làm rất tốt cái vấn đề này và mặt của em nó thì có trải tia nữa, cho nên là anh em có thể thấy là từng cái phần trải tia khi mà nó có qua ánh sáng nó được làm rất là đẹp. Đó, mình sẽ lau qua cái mặt đồng hồ này để anh em nhìn có được rõ nét hơn. Với dòng Slimline quá nổi tiếng của FC này thì các bạn có thể thấy là đây chúng ta có một chiếc đồng hồ là size 40. Và với size 40 thì chúng ta hoàn toàn vừa vặn với cả cổ tay. Các bạn chỉ cần cổ tay khoảng 16cm là đeo là sẽ rất đẹp rồi. Cộng thêm nữa là chiếc Ferrite Constant này thì em nó có một cái thân hình rất là mảnh mai, với cái độ dày, cái độ mỏng nó chỉ khoảng 7.7mm. Cho nên là anh em có thể thấy là với cái độ mỏng như vậy thì chiếc đồng hồ này của chúng ta đem đến một cái vẻ đẹp cực kỳ dress. Và đấy, khi mà mình quay lên anh em có thể thấy là cái phần mỏng của em nó được thể hiện cực kỳ tốt. Và cái phần kính của nó là kính cong cho nên là cái kim phút của nó là dài, cho nên cái phần đầu của chúng ta thì được FC uốn cong lại để cho phù hợp với cái kính cong các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy là cái độ hoàn thiện của bộ kim và cọc số của chiếc này rất là đẹp, với cái khả năng bắt sáng cực kỳ tốt. Đi kèm với em nó thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm này núm khía. Núm khía này được làm rất là đẹp và có ma sát tốt, khi cảm giác mà chúng ta quay thì rất là thích, cái cảm giác mà chúng ta lên cót tay cực kỳ thích. Đó, mà anh em có thể thấy với cái một chiếc đẹp như này thì anh ấy rất là phù hợp với anh em làm văn phòng. Chúng ta mặc sơ mi này thì khi mà chúng ta đeo chiếc này nó rất là mỏng, cái cổ tay áo sơ mi nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái đồng hồ cả. Và khi mà các bạn đeo đồng hồ dày thì khi mà các bạn đút tay ra đút tay vào thì cái cổ áo sơ mi nó bị cấn vào, nó rất là khó chịu. Còn với chiếc này thì nó FC đã thiết kế một chiếc mà chuẩn dress watch để anh em có thể đeo thoải mái hàng ngày. Nó nhẹ, nó mỏng và nó đẹp thời trang. Cùng với đó là các bạn sẽ thấy là bộ dây kim loại của em nó đi kèm rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy bộ dây kim loại cực kỳ đẹp. Các bạn để ý là chúng ta sẽ có những cái chỉ phay xước xen lẫn với những cái chỉ bóng. Và với những cái chỉ này thì các bạn sẽ thấy là nó giúp cho cái đồng hồ của chúng ta có cái nét mạnh mẽ hơn. Đó, nếu như chiếc đồng hồ này là nó sử dụng toàn cái chỉ bóng thì nó sẽ điệu đà. Tuy nhiên với những cái chỉ xen kẽ như này thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn. Hai cái chỉ ở phần end link này của chúng ta thì cũng được làm là phay xước. Đó, chiếc này lên tay thì cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ dễ dàng và các bạn đeo hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi các bạn lên tay chiếc này. Đây là một trong những chiếc FC mà mình trên tay thì có cái cảm giác mà nó rất là thích, rất là tuyệt vời, giống như chiếc FC312 G4S4. Mình tin rằng là các bạn khi mà thử chiếc này ngoài đời thì các bạn cũng sẽ thích như mình. Đây là một trong những chiếc đồng hồ rất là đẹp của FC. Và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.